Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu túi đeo hình một ly trà sữa như thế này. Phần nắp thì mình cũng có trang trí họa tiết ống hút. Thân dưới thì có trang trí họa tiết hạt châu nè. Và có dây đeo. Miệng túi cũng có nút cài ha, các bạn có thể để phụ kiện vào bên trong nè. Sau đó mình cài nút lại. Và mẫu này ở phần thân giữa mình có trang trí tên. Các bạn cũng có thể đổi tên hoặc là trang trí họa tiết cho cái phần thân túi của mình thêm xinh xắn hơn ha. Để làm được mẫu túi này thì ở đây dụng cụ mình sử dụng đó là sợi dệt trơn. Sợi dệt của mình có độ dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và kim móc mình sử dụng là kim móc hai đầu ha. Những bạn không có cái mẫu kim này, các bạn có thể dùng đầu kim và so sánh cho mình với sợi len nè. Ta sẽ đưa đầu kim sát vào sợi len thì đầu kim của mình nó sẽ xấp xỉ gần bằng sợi len là được ha. Hoặc là có thể dùng kim 2 mm á. Ngoài ra còn có thước dây để đo phần size nè. Kéo cắt len. Kim khâu len và một cái nút hít như thế này. Dụng cụ không thể thiếu ở đây là mình sử dụng canvas. Một mẫu là canvas vuông ha. Và một mẫu là hai canvas tròn nè. Canvas tròn các bạn sẽ sử dụng cho mình hai tấm, một tấm mình làm phần đáy và một tấm mình sử dụng để làm phần nắp ha. Nó sẽ có hai cái mẫu tròn nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này ha. Luồn cho mình một sợi len vào trong cái vòng tròn mà mình vừa tạo ở đây. Móc lên một xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 7 mũi móc đơn liên tiếp. 1 2 3 4 5 6 và 7. Khi có được 7 mũi móc đơn liên tiếp, các bạn nắm cho mình sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Ta hoàn tất được vòng tròn đầu tiên ha. Đối với cái phần đáy mình móc xoắn ốc nên các bạn sẽ đưa cho mình sợi len xuống phía dưới nè, để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu vòng thứ hai. Thì ở vòng thứ hai ta có 7 chân móc của cái vòng móc thứ nhất. Móc cho mình vào chân đầu tiên này 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Thì cái sợi len thừa này nè, nó sẽ giúp cho mình có thể đánh dấu được điểm kết thúc của vòng này và bắt đầu của vòng kia ha. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Tức là vòng này mình sẽ có 7 chân móc ha. Mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn. Thì cái chân thứ hai là chân bên cạnh nè. Móc tiếp vào đó cho mình 2 mũi móc đơn. Tiếp tục chân móc thứ ba móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ tư móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Chân móc thứ sáu móc 2 mũi móc đơn. Và chân móc thứ bảy móc 2 mũi móc đơn. Ta hoàn tất được vòng móc thứ hai và vòng móc thứ hai này sẽ tạo ra được tổng cộng là 14 mũi móc đơn. Để tiếp tục vòng móc thứ ba, các bạn đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu nè. Vòng móc thứ ba móc cho mình theo công thức như sau. Chân móc đầu tiên của vòng móc vào đó một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi, chân thứ hai sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là ta có được cụm móc đầu tiên, một mũi móc đơn xen kẽ 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng ha. Chân bên cạnh một mũi móc đơn.
thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm móc thứ hai nè. Móc tương tự cho mình đến cuối hàng ha. Một mũi móc đơn. Hai mũi móc đơn cùng chân. Tiếp tục mũi móc đơn chân kế bên. Hai mũi móc đơn chân kế tiếp. Ta hoàn tất được vòng móc thứ ba nè. Và vòng móc thứ ba này sẽ có tổng cộng là 7 cụm như thế này ha. Cụm thứ nhất nè. Tiếp tục. Cụm thứ hai. Cụm móc thứ ba. Cụm móc thứ tư. Cụm móc thứ năm. Cụm móc thứ sáu. Cụm móc thứ bảy. Vòng móc thứ ba này mình tăng lên được 7 mũi móc nè. Thì để tiếp tục vòng móc kế tiếp, các bạn sẽ đưa cho mình sợi len xuống phía dưới để mình đánh dấu. Vòng móc thứ tư móc theo công thức như sau. Hai chân móc đầu tiên, đây sẽ là chân đầu tiên ha, các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn, tức là mình sẽ tăng cái số mũi móc đơn ở mỗi chân này lên một mũi nè, so với vòng móc ở bên trên á. Thì vòng móc bên trên một mũi xen kẽ hai mũi, vòng móc này các bạn sẽ móc cho mình hai chân, mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi đã có được hai mũi móc đơn vào hai chân liên tiếp thì chân thứ ba sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân ha. Ta có được cụm móc đầu tiên như thế này, hai mũi móc đơn xen kẽ hai mũi móc đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mình sẽ có hai mũi móc đơn mỗi chân. Sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được cụm móc này cho đến cuối vòng rồi thì vòng móc thứ tư này của mình cũng có tổng cộng là 7 cụm như thế này ha. Ta có nè, cụm thứ nhất nè, cụm móc thứ hai, cụm móc thứ ba, cụm móc thứ tư, cụm móc thứ năm, cụm móc thứ sáu và cụm móc thứ bảy. Mình cũng tăng được 7 mũi cho vòng móc thứ tư này ha. Để tiếp tục vòng móc kế tiếp, cũng đưa cho mình sợi len lên phía trên để đánh dấu. Vòng móc kế tiếp, vòng thứ năm, các bạn sẽ dựa cho mình vào vòng móc ở bên trên. Ta có hai mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân, thì các bạn sẽ tăng cho mình thêm một mũi móc đơn như thế này, tức là mình sẽ có ba mũi móc đơn mỗi chân ha. Mũi thứ nhất nè, mũi móc đơn thứ hai cho chân thứ hai và mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi được ba mũi móc đơn vào ba chân rồi thì chân kế tiếp sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Như vậy là mình sẽ được một cụm như thế này, ba mũi móc đơn mỗi chân xen hai mũi móc đơn cùng chân, móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Ba mũi móc đơn mỗi chân, sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân ha. Được 3 mũi mỗi chân rồi thì chân kế tiếp sẽ là 2 mũi cùng chân.
tương tự cho đến cuối vòng. Tiếp tục móc thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha, dựa vào hàng bên trên để mình tăng số mũi móc của vòng móc bên dưới, và thêm nhiều vòng móc nữa sao cho cái vòng tròn này nó bằng với tấm canvas ở phần đáy là được. Thì cách tăng các bạn cũng dựa cho mình vào các cái chân móc của hàng bên dưới nè, 3 mũi mỗi chân xen 2 mũi cùng chân rồi, thì hàng kế tiếp mình sẽ tiếp tục tăng cái số mũi móc ở mỗi chân này lên thành 4 mũi, sau đó là 5 mũi, 6 mũi, xen kẽ là 2 mũi cùng chân ha. Sau khi đã tăng thêm được nhiều vòng móc thì lúc này vòng tròn của mình nó đã rộng ra và kích thước bằng với tấm canvas ở phần đáy rồi. Hàng móc kết thúc của mình dừng lại ở 8 mũi móc đơn mỗi chân, xen hàng mũi móc đơn cùng chân nè. Lưu ý ở đây mình có hai mẫu canvas, thì tấm canvas ở phần đáy nó sẽ nhỏ hơn tấm canvas ở phần nắp một vòng móc ha. Đây, nó sẽ nhỏ hơn một hàng như thế này. Thì tấm nhỏ mình sẽ sử dụng để móc đáy nè. Đo vào thì lúc này cái phần mình móc nó đã bằng với cái độ rộng của cái tấm canvas bên dưới rồi. Thì mình sẽ kết mũi ở cái phần đáy và móc lên phần thân. Thì để kết thúc được cái phần đáy, hai cái mũi móc đơn cùng chân cuối cùng đó các bạn sẽ tháo ra ha. Mình sẽ không móc vào cái chân móc cuối cùng đó. Sợi len thừa lúc này mình cũng không cần nữa ha. Thì để kết thúc cái phần đáy này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc cuối cùng của vòng, cũng là chân kết thúc ha, móc vào đó một mũi dời. Kéo dài mũi móc. Ở hai chân kế tiếp này bỏ qua cho mình chân kế bên ha. Và đâm kim vào chân kế tiếp nè, thì ta sẽ đâm kim từ dưới lên trên vào chân kế tiếp. Sau đó kéo cái nút mà mình vừa kéo dài lên nè, ta sẽ kéo qua cái chân móc đó. Tức là ở đây mình đã bỏ qua được một chân rồi ha. Chân mình vừa kéo qua nó sẽ thay thế cho cái chân mà mình bỏ qua đó ha. Ta sẽ hoàn tất được cái phần đáy như thế này. Để tiếp tục móc hàng móc kế tiếp ở bên trên, móc lên phần thân. Móc lên cho mình một mũi móc xích. Đây sẽ là phần đáy túi nè. Ở phần thân mình sẽ móc mũi nửa kép. Các bạn để ý cho mình vòng cuối cùng của phần đáy. Ở mỗi mũi móc nó sẽ có hai cái đường móc. Đây, hai cái đường móc nè. Thì ta sẽ đâm kim vào chân móc ở bên trên này để móc ha. Tất cả các cái mũi móc của hàng đầu tiên này ta đều đâm kim vào chân bên trên đó. Đây, đâm kim vào cái chân này nè. Thì chân đầu tiên sẽ là cái chân móc này ha. Móc cho mình vào đó một mũi móc đơn. Được một mũi móc đơn rồi thì chân kế bên sẽ là một mũi nửa kép, cũng đâm kim vào chân bên trên ha. Chân kế tiếp cũng tương tự nè, một mũi nửa kép. Như vậy là mũi móc của mình nó sẽ có cái độ cao dần ha. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì ta đã lên được một hàng móc cho phần thân túi nè. Và phần thân túi này mình móc xoắn ốc. Chân móc cuối cùng của cái vòng này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một phần của cái mũi dời đó, cũng như là cái chân móc mà mình bỏ qua ha. Đây, một phần của mũi dời và chân mà mình bỏ qua nè, móc vào một mũi nửa kép. Phần đáy túi của mình nó cũng kết thúc như thế này ha. Nó sẽ có được một cái đường móc như thế này nè. Để tiếp tục vòng móc kế tiếp, mình móc xoắn ốc cho cái phần thân.
nên ta sẽ di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình móc ở cái hàng này nè, móc vào đó một mũi nửa kép ha. Tiếp tục chân kế bên một mũi nửa kép, kế tiếp một mũi nửa kép. Như vậy là phần thân của mình sẽ bắt đầu móc xoắn ốc ha, mình sẽ không kết mũi ở vòng. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho mình nè, mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Và móc tương tự cho đến cuối vòng. Khi đã móc được đến cuối vòng, đã được hai hàng móc ở phần thân rồi, thì ở đây mình không kết mũi nè. Cứ gặp chân móc nào là các bạn cứ móc cho mình vào đó một mũi nửa kép là được. Thì mình sẽ móc xoắn ốc cho phần thân ha. Móc thêm cho mình nhiều vòng móc như vậy nữa, mỗi chân sẽ làm một mũi nửa kép cho đến khi cái phần thân này nó đạt được một cái độ cao nhất định là được, tùy vào cái phụ kiện mà các bạn bỏ vào ha. Cứ mỗi chân mình móc một mũi nửa kép và cứ xoắn ốc cho đến khi đạt được độ cao nhất định. Sau khi đã lên thêm được nhiều vòng móc thì phần thân túi của mình nó đã lên được một độ cao như thế này. Từ cái điểm kết thúc của cái phần đáy túi, các bạn sẽ đo thẳng hàng lên cho mình. Tức là mình sẽ đo vuông góc với phần đáy túi ha, thẳng hàng đi lên nè, thì ta sẽ kết mũi ở cái điểm thẳng hàng ha, chứ mình không kết mũi ở cái điểm đầu tiên của mỗi vòng nữa, vì nhiều bạn khi mình móc mũi nửa kép nó sẽ bị chéo, cho nên các bạn cứ đo thẳng hàng cho mình một góc vuông với cái mặt đáy là được. Để kết thúc cái màu này, mình sẽ đâm kim vào chân kế bên móc một mũi móc đơn. Được một mũi móc đơn rồi, bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Sợi len thừa của mình lúc này đang nằm ở bên ngoài nè, đâm kim từ trong ra ngoài vào chân mình vừa móc mũi dời, kéo sợi len ra phía sau. Mình sẽ hoàn tất được một màu của phần thân túi rồi ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay màu. Mũi móc đầu tiên mà mình thay màu, các bạn sẽ để ý cho mình cái chân mà mình bỏ qua của cái phần bên dưới ha, thì bên trên nó sẽ có một cái mũi móc mũi dời á. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân bên trên của cái mũi mà mình bỏ qua, sau đó kéo sợi len qua cái chân móc này. Từ đây móc lên 2 xích. Di chuyển kim đến chân kế bên, móc vào đó một mũi nửa kép. Tiếp tục chân bên cạnh một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng vậy ha, một mũi nửa kép. Khi móc dấu cho mình hai sợi len thừa này vào trong mũi móc nè, để ta cắt len không phải giấu len nhiều. Cứ mỗi chân móc cho mình một mũi nửa kép cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì kết thúc cái vòng này mình sẽ không móc xoắn ốc nữa. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân xích thứ hai mà mình móc hai mũi móc xích đầu tiên nè. Đâm kim vào chân xích thứ hai ha. Móc vào đó một mũi dời. Như vậy là mình hoàn tất được hàng móc đầu tiên của phần thay màu. Tiếp tục lên 2 xích.
Hàng móc thứ hai, chân đầu tiên sẽ là chân móc của mũi nửa kép đầu tiên ở hàng bên dưới. Đây là mũi nửa kép đầu tiên nè, thì cái chân móc nó sẽ nằm bên trên. Móc vào một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng một mũi nửa kép ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng, sau đó thêm cho mình tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc để mình có thể trang trí ở cái phần thân túi chỗ này ha. Có thể thêm tên hoặc là một số phụ kiện khác để mình trang trí ở đây. Và kết thúc của mỗi vòng đều đâm kim vào xích thứ hai để hoàn tất ha. Sau khi đã thêm được nhiều vòng móc thì chiều cao từ phần đáy túi lên cái phần thân đã đạt được cái chiều cao mà mình bỏ phụ kiện vào rồi ha. Thì kết thúc cái vòng móc này cũng đâm kim vào chân xích thứ hai, móc vào một mũi dời để kết thúc. Móc lên một xích. Kéo dài sợi len sau đó giữ nguyên vị trí này cho mình ha, để mình móc cái lòng bên trong. Thì mình sẽ có được một thân túi như thế này. Để giúp cho cái phần thân túi của mình nó không có bị mềm thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình một tấm canvas chữ nhật và một tấm canvas tròn. Hai tấm canvas tròn thì chọn cho mình cái tấm canvas nhỏ để mình móc phần đáy ha, còn tấm lớn thì mình móc cái phần nắp. Và một tấm canvas hình chữ nhật thì tấm canvas hình chữ nhật này các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn, tức là mình sẽ có cái chiều cao của tấm này nó sẽ cao hơn so với cái phần thân túi một hàng móc, tức là một cái hàng của cái tấm canvas nè, một cái lỗ tròn nè, thì nó sẽ cao hơn cái phần thân một hàng như thế này ha. Và để tính được cái chiều ngang như thế này để mình bo tròn lại á, thì các bạn sẽ dựa cho mình vào cái mặt tròn bên dưới, sử dụng thước dây và đo đường kính cho mình ở cái mặt tròn bên dưới này. Đường kính tức là cái đường mà mình chia đôi cái tấm canvas này ha. Ở đây mình đo được 10 cm nè. Thì để biết được cái vòng tròn này nó bao nhiêu cm thì các bạn sẽ lấy cho mình cái đường kính 10 cm này nhân cho 3,14 thì mình sẽ có được kích thước của cái đường tròn bên này ha. Khi đã có được cái kích thước này thì các bạn lấy cái số đo kích thước đó, các bạn sẽ đo cho mình ở cái tấm canvas dài. Từ đầu bên này nè, đo ở đây mình được 31,4. Thì các bạn cắt thêm cho mình tầm khoảng 2 hàng, tức là mình sẽ dư ra 2 hàng để mình khâu lại hai bên ha. Chừa ra cho mình 2 hàng móc nè. Để khi mà mình chập đôi cái tấm hình chữ nhật lại á, nó sẽ khâu và khít với cái tấm này. Khi đã có đầy đủ được kích thước của cái tấm canvas rồi, dùng cho mình một cái mẫu kim khâu, sau đó luồn một đoạn len khá dài ha. Mình sẽ tiến hành khâu hai đầu của tấm canvas dài lại. Thì hai cái hàng móc mà mình chừa dư thêm á, hai cái hàng móc chừa dư thêm này nè, các bạn sẽ khâu chung với hai cái hàng móc đầu tiên của cái tấm canvas này luôn. Tức là mình sẽ chập lại ha, chập như thế này nè. Hai hàng móc này chập với hai hàng móc kia ha. Sau đó mình sẽ khâu đến hết. Đầu tiên thì sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Kéo sợi len dài để thành một nút. Có được một nút rồi nè. Chập đôi cái tấm canvas lại. Mình sẽ đâm kim vào hai chân song song với nhau ha. Sau đó tiếp tục đâm kim vào hai chân nằm ngang đối diện và đâm kim luôn vào cái nút mình vừa tạo nè. Gút cái phần nút lại thì mình sẽ cố định một đầu của canvas ha. Được một đầu rồi, đưa cho mình cái đầu kim xuống phía dưới và mình sẽ đâm chéo từ bên này ha, đâm chéo lên nè.
Tiếp tục đâm kim nằm ngang. Khi kéo len thì guốc thật mạnh sợi len, sau đó giữ nguyên cái vị trí này cho hai cái đầu canvas của mình nó được khít hơn ha. Từ dưới lên thì đâm kim chéo nè. Từ trên xuống thì đâm kim ngang. Như vậy là mình đã khâu được hai đầu của canvas lại với nhau ha. Và sẽ tạo được một cái khoảng trống nè, bên trong nó sẽ như thế này. Các bạn sẽ khâu tương tự cho đến hết. Từ dưới lên trên thì đâm kim chéo. Trên xuống thì đâm kim ngang ha. Sau khi đã khâu được đến hết tấm canvas thì mình sẽ tạo được một cái hình trụ như thế này. Đến điểm kết thúc thì các bạn sẽ đưa cho mình sợi len lên phía trên. Sau đó mình sẽ đưa cái tấm canvas tròn. Các bạn sẽ khâu cho mình các cái chân của tấm canvas tròn với tấm canvas hình trụ nè. Mình sẽ khâu lại với nhau luôn ha. Khâu tương tự cho mình cho đến hết. Mỗi lần guốc thì nhớ kéo mạnh cái sợi len ha, cho các cái tấm canvas của mình nó được khít hơn. Cứ đâm cho mình vào hai cái khoảng trống liên tiếp với nhau, song song với nhau á, và kéo len nè, vuốt thật mạnh sợi len và khâu cho đến hết ha. Sau khi đã khâu được cái phần đáy vào trong cái tấm hình trụ rồi ha, thì mình sẽ có được một cái ly như thế này. Kết thúc thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái vuốt thật to ở đây để mình cố định lại được cái sợi len ha, sợi len của mình nó sẽ không có bị tuột. Cắt len nè. Khi đã có được một cái ly như thế này rồi thì các bạn sẽ đưa cho mình cái phần ly canvas này vào trong cái phần ly len nè. Ở cái tấm canvas hình trụ á, mình có chừa ra một hàng móc, thì khi các bạn nẹp cái tấm canvas với cái phần len á, mình kéo căng cái phần len ra thì nó sẽ giúp cho cái phần thân len của mình nó sẽ không có bị nhùng ha. Nó sẽ cứng cáp phẳng như thế này và nó không có bị nhùng nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành nẹp. Ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần thân len, là cái chân của mũi nửa kép đầu tiên á, đồng thời đâm kim vào khoảng trống đầu tiên của cái tấm canvas, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục ha, chân bên cạnh nè và khoảng trống bên cạnh, một mũi móc đơn. Khi móc các bạn cứ kéo cho mình cái phần thân túi đi lên sát với cái hàng móc ngoài cùng của cái phần canvas á. Sau đó mình sẽ nẹp vào ha, bằng các cái mũi móc đơn, nẹp cho mình cho đến hết vòng.
Sau khi các bạn đã nẹp hoàn tất phần túi len vào trong tấm canvas rồi thì thân túi của mình nó sẽ không có bị nhùng nè, nó sẽ căng phẳng như thế này. Ta sẽ tạo ra được cái hình trụ ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần nắp. Các bạn cũng móc tương tự giống như cái phần đáy ha. Phần đáy của mình thì tấm canvas nhỏ nè. Còn phần nắp thì nó sẽ to hơn so với cái phần đáy một hàng. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái mặt len á, nó bằng với cái tấm to, tức là nó sẽ nhiều hơn cái hàng móc ở phần đáy một hàng ha. Mình sẽ dừng lại ở cụm chính mũi ở mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân nè. Nó sẽ nhiều hơn một mũi so với cái phần đáy. Phần nắp thì nó sẽ khác so với cái phần đáy túi. Các bạn sẽ nẹp cho mình luôn tấm canvas vào trong cái phần nắp này trước. Thì cách nẹp như sau. Kết thúc hàng móc rồi, đâm kim vào chân kế bên, móc vào đó một mũi dời. Tiếp tục di chuyển kim đến chân kế tiếp, đâm kim vào chân kế tiếp, sau đó đồng thời đâm kim vào một chân móc bất kỳ của tấm canvas, móc vào đó một mũi dời ha. Đâm kim vào chân kế bên và chân kế tiếp của tấm canvas, móc vào một mũi dời nè. Tương tự ha. Như vậy là mình đã nẹp được cái phần đáy len vào trong tấm canvas nè. Các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Khi đã nẹp hoàn tất phần thân len vào trong tấm canvas rồi ha, thì mình sẽ có được một cái phần nắp cứng kép như thế này. Để kết thúc thì cái mũi kết thúc các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chính giữa của mũi dời đầu tiên và một chân của tấm canvas, móc vào một mũi dời nè, kéo dài. Sau đó đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa móc cái mũi dời đó, đây, đâm từ dưới lên trên nè, kéo cái sợi len này qua chân móc vào cái chân móc mà mình vừa móc kết thúc đó ha. Ta sẽ hoàn tất được một cái phần thân nắp như thế này. Bây giờ mình sẽ móc cái thân đi xuống. Móc lên một mũi móc xích. Các bạn sẽ để ý cho mình ở cái phần nắp nè, không tính cái mũi dời mà mình vừa nẹp ở đây ha, thì trên cái mũi dời này nó sẽ có những cái đường móc nhỏ như thế này nè. Đây, các cái đường móc bên cạnh cũng vậy ha, nó sẽ nằm bên trên của cái mũi dời bên dưới á. Thì các cái mũi móc bên trên này mình sẽ móc vào những cái chân móc này nha. Và phần nắp mình cũng móc kết mũi ở mỗi hàng chứ mình không móc xoắn ốc. Thì ta sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên nè, móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục di chuyển kim đến chân kế bên, cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng vậy ha, một mũi móc đơn. Làm tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mỗi chân ta sẽ đâm kim vào và móc một mũi móc đơn. Sau khi đã móc được đến cuối vòng, ta được một hàng móc mũi móc đơn nè. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Để giúp cho cái phần thân nắp của mình nó được cứng kép và có cái độ dày á,
Thì cái phần nắp này mình sẽ móc các cái mũi móc đơn như sau. Chân đầu tiên á, móc cho mình một mũi móc đơn. Chân kế tiếp thay vì mình móc vào chân móc, các bạn sẽ không móc vào chân móc, mà các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc bên dưới cái mũi móc này. Tức là cái chân móc mà ta móc cái mũi móc đơn này nè. Móc vào đó một mũi móc đơn ha. Thì mũi móc đơn này của mình nó sẽ có cái độ dài nè. Ta sẽ móc xen kẽ chân kế bên móc vào chân móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp sẽ móc vào chân móc mà mình móc mũi móc đơn kế bên, là cái chân bên dưới nè, móc vào một mũi móc đơn. Tiếp tục ha, chân kế bên móc vào chân móc. Chân kế tiếp thì móc vào chân ở bên dưới. Thì mình sẽ có được các cái mũi móc như thế này. Nó sẽ tạo cái độ dày cho phần thân nắp ha. Sau khi đã móc xen kẽ các cái mũi móc như thế này cho đến cuối hàng thì mình sẽ tạo ra được những cái hạt móc như thế này. Kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Hàng móc kế tiếp này mình sẽ móc tương tự. Tức là khi các bạn thấy mũi móc đơn vào chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân bên dưới một mũi móc đơn ha. Đây, ta sẽ móc vào chân bên dưới nè. Chân kế tiếp là cái chân của mũi mà mình móc vào chân bên dưới á, thì các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc. Sau đó tiếp tục chân của mũi móc đơn kế bên thì móc vào cái chân bên dưới nè. Chân của mũi mà ta móc vào bên dưới thì móc vào chân móc. Như vậy là các cái mũi móc của mình nó sẽ tạo ra như thế này ha. So le với nhau. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Và thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, nó sẽ giúp cho phần nắp của mình nó sẽ có cái độ dày và cứng cáp hơn. Chân của mũi móc đơn thì móc vào cái mũi móc bên dưới nè. Mũi kế tiếp nó sẽ là cái chân móc. Tiếp tục ha, móc vào chân bên dưới. Móc vào chân móc. Tương tự thêm nhiều hàng móc ha. Khi đã tạo được cái độ dày và cao cho cái phần nắp rồi thì kết thúc cũng đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích thì phần nắp của mình lúc này nó sẽ có cái độ dày và cứng cáp. Lên cho mình một mũi móc xích. Kéo dài sợi len và cắt len. Các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn len dài để mình dùng cái đoạn len này khâu phần nắp vào trong thân túi. Đây là thân túi ha, các bạn đưa cho mình phần nắp vào nè. Thì độ rộng của phần nắp nó sẽ giúp mình đậy vừa với cái phần thân túi. Mình sẽ khâu ở phía sau. Phía sau là cái phần mà mình bắt đầu và kết thúc của vòng móc á. Thì phần nắp này khi đưa vào nó sẽ nằm ở cái hàng móc này ha, nó sẽ thẳng hàng với hàng móc màu trắng nè. Thì các bạn sẽ tiến hành khâu cho mình. Vào chân móc nằm ngang. Và một chân móc nằm bên trên của phần nắp. Kéo lên. Tiếp tục ha. Đưa kim xuống phía dưới vào hai chân móc nằm ngang. Và đâm kim lên phía trên vào chân của phần nắp nè. Thì cứ khâu như vậy cho mình cho đến khi mình đạt được tầm khoảng 3 đến 4 cm là được. Chân bên dưới thì đâm kim vào chân nằm ngang. Chân bên trên thì đâm thẳng lên chân móc ha.
Và khâu tương tự cho mình thì phần nắp nó sẽ được khâu vào như thế này. Thì tùy thích các bạn có thể khâu cho mình tầm khoảng 3 đến 4 cm là được. Giờ mình móc ống hút ha. Tạo một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Giữ nguyên vị trí này, sau đó luồn một sợi len khác màu vào chính giữa của vòng tròn. Móc lên một xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 8 mũi móc đơn liên tiếp với nhau. 1 2 3 4 5 6 7 8 Khi có được 8 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn cuốn thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Vòng móc đầu tiên mình sẽ kết mũi, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên một xích. Từ vòng móc thứ hai mình sẽ móc xoắn ốc ha. Vuốt thật mạnh sợi len nè. Ta có được vòng móc đầu tiên. Nó sẽ phẳng như thế này ha. Ở các cái chân móc của vòng móc đầu tiên này nè, nó sẽ có hai cái đường móc. Thì các bạn cũng đâm kim cho mình vào cái chân ở bên ngoài ha. Mình sẽ có được 8 mũi như thế này. Thì chân đầu tiên cũng đâm kim vào chân bên ngoài, móc một mũi móc đơn nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ 5. Móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Và móc đơn thứ 8. Khi có được 8 mũi như thế này, ở đây mình bắt đầu móc xoắn ốc nè, nên các bạn sẽ đưa cho mình sợi len lên phía trên để mình đánh dấu đây là điểm kết thúc của vòng ha. Hàng móc tiếp theo, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Thì phần ống hút này các bạn sẽ móc cho mình xoắn ốc và đều nhau mỗi vòng là 8 mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân thứ ba nè. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm cho chân móc thứ năm. Mũi móc đơn thứ 6. Móc đơn thứ 7. Mũi móc đơn thứ 8. Khi có được 8 mũi móc đơn liên tiếp với nhau thì mình hoàn tất được vòng kế tiếp ha. Nó sẽ tạo ra cái độ rộng như thế này. Đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu. Hàng móc kế tiếp cũng móc 8 mũi vào 8 chân. Chân đầu tiên một mũi nè. Các bạn cứ đếm cho mình mỗi vòng là 8 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ đưa sợi len lên xuống để mình đánh dấu điểm kết thúc của mỗi vòng ha. Tức là mỗi vòng mình sẽ có được 8 mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc thêm cho mình tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng nữa, tức là cái phần này mình sẽ có tổng cộng là 6 cho đến 7 hàng móc. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn. Mình có được tổng cộng là 7 hàng móc, tính luôn cái hàng ma thuật đầu tiên nè. Thì để tạo cho cái ống hút của mình nó có cái độ cong, đưa sợi len xuống phía dưới để đánh dấu nè. Mỗi vòng móc mình có 8 mũi móc đơn, thì 8 mũi đó các bạn sẽ chia đôi cho mình ha. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích, thì 3 mũi móc xích này nó sẽ tương đương với 4 mũi móc nằm bên dưới. Móc lên 3 mũi xích. 1, 2, 3. Khi có được 3 mũi móc xích rồi, đếm cho mình 4 chân móc ở bên dưới. 3 mũi xích này thay thế cho 4 chân này. Ta sẽ đâm kim vào chân móc thứ 5,
và móc đến chân móc thứ 8, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Đưa sợi len xuống phía dưới nè, bỏ qua 4 chân và đâm kim vào chân thứ 5, móc vào một mũi móc đơn. Chân móc thứ 6 móc một mũi móc đơn. Chân thứ 7 một mũi móc đơn. Chân móc thứ 8 móc một mũi móc đơn. Như vậy là mình kết thúc được vòng móc thứ 8 ha. Ta sẽ có 3 xích và 4 mũi móc đơn. Thì vòng móc thứ 9 nè, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến 4 chân móc mà mình bỏ qua của cái hàng móc thứ 7 á. Mình sẽ đâm kim vào 4 chân này, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Khi đã có được 4 mũi móc đơn và 4 chân móc bên dưới thì sẽ di chuyển kim đến 4 chân của mũi móc đơn này. Và mình cũng móc vào 4 chân đó, mỗi chân là một mũi móc đơn ha, của cái hàng bên trên này nè. Chân đầu tiên này nè. Nó sẽ tạo ra mũi móc đơn thứ 5. Tiếp tục mũi móc đơn thứ 6. Cho chân kế bên. Móc đơn thứ 7. Và mũi móc đơn thứ 8. Như vậy là mình sẽ có được 8 mũi cho vòng móc này ha. Đưa sợi len xuống phía dưới và mình bắt đầu móc xoắn ốc tương tự giống như cái phần thân trên. Tức là mỗi vòng móc mình sẽ có được 8 mũi móc đơn. Mũi thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai. Và từ đây mình sẽ móc tương tự thì cái phần ống hút của mình nó sẽ có cái độ cong xuống như thế này. Các bạn sẽ móc tương tự xoắn ốc cho mình tương tự giống như cái phần thân trên ha. Cứ mỗi vòng móc mình sẽ móc 8 mũi móc đơn và khi kết thúc mỗi vòng sẽ đưa sợi len lên xuống để mình đánh dấu nè. Tầm 3 đến 4 cm ha. Sau khi đã móc được cái phần ống, để cho phần ống của mình nó có độ cứng cáp thì các bạn có thể nhồi cho mình một ít gòn vào trong. Sau đó mình sẽ bẻ cái phần ống nè, thì nó sẽ có một cái độ cong như thế này ha. Dùng kim khâu khâu cái phần ống này vào trong thân của nắp. Thì mình sẽ hoàn tất được một cái phần nắp như thế này. Ở đây mình có gắn một cái nút cài, một cái nút hít cho cái phần nắp. Thì để ý cho mình cái mẫu nút hít nè, mình có hai cái đường G để mình nối vào trong cái phần thân ha. Thì đối với cái mẫu này mình nối vào trong cái thân bên dưới thì nó có hai lớp, một lớp len và một lớp canvas. Thì các bạn sẽ giấu cho mình vào trong tấm canvas. Còn mặt còn lại nó ở phần nắp. Thì khi ta đâm vào trong phần nắp nó sẽ bị hở. Các bạn sẽ khâu cho mình một cái tác nhỏ ở đây để mình có thể che được cái điểm ở bên trong ha. Sau đó mình sẽ cài vào nè. Nó giúp mình khóa được cái phần miệng túi. Đây là phần mình khâu nắp ha. Phần thân màu nâu bên trên nè, các bạn có thể khâu chữ hoặc là trang trí họa tiết khác cho cái phần thân túi của mình nó thêm xinh xắn hơn. Các cái hạt châu bên dưới, để móc cái hạt châu này các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật với 6 hoặc là 7 hoặc 8 mũi móc đơn cho cái hạt châu của mình nó có cái độ to. Sau đó mình sẽ dùng keo nến và mình đính vào ha, trang trí cho cái phần thân túi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần dây quai. Để giúp cho phần dây quai của mình nó có cái độ dày, chập đôi cho mình hai sợi len lại, sau đó chừa một đoạn len dài. Mình sẽ tạo một nút ở cái điểm này ha. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây sẽ móc lên một dây móc xích làm sao cho nó có cái độ dài vừa đủ để mình đeo,
hoặc là dài hơn một xíu cũng được ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sau khi đã đạt được độ dài của sợi dây thì kéo dài, sau đó cắt len ha, chừa cho mình một đoạn len dài nè. Các bạn sẽ sử dụng hai cái đoạn len này và mình khâu vào trong thân túi. Hai đầu của đoạn len nó sẽ nằm chính giữa của phần nắp phía sau và cái phần cài nút. Các bạn sẽ đâm kim cho mình luôn vào tấm canvas và chân móc của mặt len. Thì việc đâm kim vào hai cái chân song song như thế này, nó sẽ giúp cho mình khi mình đeo vào á, cái phần thân len của mình nó sẽ không có bị chạy ha. Nó sẽ áp chung với cái tấm canvas thì giúp cho cái phần thân len của mình nó sẽ không bị chạy. Đâm kim vào hai chân song song như thế này, kéo một đầu len ra phía sau. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo sợi còn lại vô trong ha. Cột cho mình nhiều gút ở bên trong để mình cố định lại được sợi len nè. Sau đó hai cái đầu len này các bạn sẽ lôi cho mình hai đầu len này ra ngoài và mình sẽ tiến hành giấu hai đầu len này vào mặt chính giữa của cái mặt len với tấm canvas. Bỏ phụ kiện vào trong và mình khóa túi lại ha. Thì mình sẽ hoàn tất được một mẫu túi hình ly trà sữa như thế này. Mặt trước của túi thì các bạn có thể gắn tên cố định hoặc là trang trí nhiều họa tiết khác nhau cho phần thân túi của mình thêm xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công!